Trên thế giới có một tổ chức gọi là quân cơ, bao gồm những điệp viên giỏi tới mức không thể tả nổi. Họ âm thầm giải quyết các cuộc khủng bố trên toàn thế giới, nhưng tất cả đều chịu sự điều hành của trí tuệ nhân tạo ChatGPT. ChatGPT khi này đã giỏi tới mức siêu tưởng. Nó nắm bắt toàn bộ thông tin cá nhân trên toàn thế giới, toàn bộ bí mật của tất cả các tổ chức và chính phủ. Với lượng thông tin khổng lồ khiến trí tuệ nhân tạo này có thể dự đoán tương lai. Nó thường cảnh báo trước nguy cơ tấn công đối với loài người, nên tổ chức quân cơ đều dựa vào nó để ngăn chặn tội phạm. Diana vốn là một điệp viên siêu đẳng trong tổ chức này. Cô giả là một hacker làm việc cho cục tình báo MI6 để giúp đỡ họ. Hôm nay cô cùng 4 người trong MI6 đến một địa điểm tại Ý, bởi vì hôm nay có một chùm buôn vũ khí tới đây. Địa điểm là một sòng bài được bảo vệ nghiêm ngặt. Diana dùng điện thoại của mình hack vào hệ thống an ninh, sau đó đưa hai điệp viên của mình vào hệ thống bảo mật. Nhờ vậy hai điệp viên này dễ dàng vượt qua bài kiểm tra mống mắt. Họ thuận lợi vào trong tầng hầm, nơi các nhân vật cấp cao đang cược với nhau bằng mạng sống. Ông trùm buôn vũ khí cũng ngồi ở đây. Điệp viên áo trắng cầm kim tiêm thuốc mê lên để tấn công hắn. Ai ngờ chưa kịp đã bị bảo vệ của hắn ngăn lại. Rất nhanh đã xảy ra một cuộc hỗn loạn tại đây. Tranh chủ lúc các điệp viên đánh nhau với các bảo vệ, trùm buôn vũ khí đã nhanh chân chạy ra ngoài. Mark theo ông ta ra ngoài đeo kính ban đêm. Diana ngồi ở đó hack và tắt hệ thống điện. Nhờ vậy Mark bắn được bảo vệ dễ dàng khống chế ông trùm. Đồng đội khác được tin liền lái xe tới áp giải. Ai ngờ lúc này tai nghe của mọi người réo ầm. Có một cô gái bí ẩn đã hack vào hệ thống liên lạc nội bộ. Mọi người biết là bị hack liền phải bỏ tai nghe. Cô gái hacker này còn giơ cốc với Diana trước khi biến mất. Vì đã mất liên lạc với đồng đội, nên Mark phải cho ông trùm vào cabin cáp treo đi xuống. Ai ngờ đồng đội qua ống nhòm phát hiện nhiều xe cận vệ của ông ta đang tới trạm cáp treo. Diana biết thế này cả ba điệp viên của MI6 sẽ bị giết, thế là cô giả vờ đau chân không đi cùng. Sau đó đeo lên thiết bị liên lạc với trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Con AI này dự báo ba điệp viên kia 93% sẽ chết, bắt buộc Diana phải trợ giúp họ rồi. Diana nói cần một cái dù để bay xuống. GPT lập tức chỉ cho cô đường để nhảy xuống cướp một cái dù. Trong chớp mắt Diana đã có dù để lướt đi. Cô đi theo đúng đường mà trí tuệ nhân tạo vẽ sẵn. Nó chỉ cho cô ba xe cận vệ của ông trùm đã tới nơi, nên Diana phải đi theo đường tắt để tăng tỷ lệ thành công cao lên một chút. Điều này khiến Diana vô cùng vất vả. Ai ngờ lúc sắp thành công thì dù mắc vào cáp treo, vụ nổ điện vụt sáng khiến ông trùm vùng lên phản kháng đặc vụ. Tình hình nguy cấp, Diana đành phải trượt dọc theo cáp treo để tới ứng cứu. GPT báo hãy cướp một mô tô đi cho nhanh, thế là Diana đành phải ngã xuống. Trong chớp mắt cướp một mô tô tăng tốc thật nhanh. Trên cabin ông trùm và Mark vẫn đang đánh nhau. Bên dưới nhóm cận vệ của ông trùm cũng bắt đầu hành động. GPT báo chúng tổng cộng có 6 người siêu giỏi. Rất nhanh chúng lấy ra súng bắn tỉa để trợ giúp. Thấy vậy Diana vội quành xe đi đường tắt xuyên rừng. Lái xe trong điều kiện phải nói là siêu khó. Tay bắn tỉa bắn Mark phát đầu nhưng bị trượt. Ngay lúc hắn chuẩn bị bắn phát thứ hai, Diana kịp thời phóng xe tới hạ tên bắn tỉa. Sau đó cận chiến dễ dàng hạ thêm một người. Nhờ sự trợ giúp từ ChatGPT, Diana biết được vị trí sát thủ và hạ gục toàn bộ bọn chúng. Bên trên Mark cũng đã thành công khống chế ông chủ rồi. Vừa hay lúc này hai điệp viên trong MI6 đã tới. Diana phải trốn tránh để đồng đội phát hiện ra thân phận thật của cô. Cả nhóm áp giải tên trùm đưa về, nhưng bất ngờ hắn cắn thuốc độc tự ấy, khiến sự việc thất bại ngoài dự đoán của trí tuệ nhân tạo. Bốn điệp viên sau đó trở về trụ sở tình báo MI6 tại Anh. Họ bị sếp chửi cho một trận vì nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, cô gái bí ẩn hack đường dây liên lạc họ vẫn chưa biết là ai. Tối đó Diana trở về căn hộ xem lại camera giám sát. Cô gái hacker kia lúc đó thậm chí còn nhìn thẳng lên camera để tìm hiểu xem cô ta là ai. Diana trực tiếp quay về trụ sở. Tại đây anh thư ký mở hồ sơ cô ta trong ChatGPT ra xem. Thì ra cô gái hacker đó là một thần đồng tin học Ấn Độ, có thể nói là giỏi hơn tất cả các hacker từng có trước đây. Chỉ có điều họ vẫn chưa biết mục đích của cô ta ở đó là gì. ChatGPT dự đoán cô ta sẽ đến Lisbon, Bồ Đào Nha trong 24 giờ tới. Nhưng Diana cảm thấy nghi ngờ điều này. Liệu có khi nào cô ta cố tình lừa cả GPT? Nhưng cấp trên vẫn hoàn toàn tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo, bởi bà biết GPT đã thông minh vượt xa hàng tỷ lần con người. Bà ra lệnh để lộ thông tin này cho MI6 để họ đến bắt cô ấy. Tối đó Diana vào dark web, bất ngờ nhận được tin nhắn của cô gái hacker Ấn Độ kia. Cô ta rất giỏi biết luôn địa chỉ IP của Diana để mà nhắn tin đến. Cô tách thách Diana có thể tìm ra mình. Sáng hôm sau ba điệp viên MI6 cùng Diana đến Bồ Đào Nha để bắt hacker. Cả nhóm vào tạm một căn nhà làm nơi trú ẩn. Họ bật nhạc lên nhảy một tí trước khi làm nhiệm vụ. Ai ngờ đột nhiên bom khó ném vào mắt bị bắn gục. GPT báo có 6 người đang lên nhà. Sát thủ đầu bạc dẫn người bắt đầu tấn công. Nhóm điệp viên cũng không phải dạng vừa chống trả quyết liệt. Diana giả vừa là hacker yếu đuối nên không dám ra tay vì sợ lộ mình. Cô tạm thời chạy nhanh ra ngoài cửa sổ. ChatGPT báo cô chỉ việc chạy xuống đường là sẽ thoát thân. Nhưng Diana biết nếu mình rời đi thì hai đặc vụ còn lại sẽ chết. Mặc cho việc giúp hai người có thể khiến thân phận bại lộ, Diana quyết tháo bỏ liên lạc với ChatGPT. Bên trong hai đặc vụ đã bị đánh sắp mất mạng. Nữ chính bất ngờ xông qua cửa sổ tấn công nhóm này. Trong chớp mắt cô đã hạ được hai tên sát thủ. Đẳng cấp của Diana đương nhiên hơn điệp viên thông thường rất nhiều.
Thấy nữ điệp viên sắp bị kẻ đầu bạc giết, Diana liền lao vào oánh nhau với tên này. Cô có thân thủ phi phàm, ra tay quyết liệt, chỉ cần vài đòn đánh kinh người đã hạ gục sát thủ đầu bạc. Ba đặc vụ kinh ngạc chứng kiến tất cả. Diana dẫn cả nhóm ra ngoài, nhưng khắp nơi đâu đâu cũng là sát thủ. Cả nhóm vội vàng đi đường khác lẩn vào đám đông. Trên đường, Diana nhanh tay hạ một địch thủ cướp súng. Kẻ đầu bạc tỉnh lại đã đuổi tới nơi. Diana vội cùng cả nhóm lên xe trốn thoát. Để tăng tỷ lệ thành công, Diana trực tiếp lái xe. Vừa lái xe vừa phải tránh đạn của tên đầu bạc. Nhưng kỹ năng lái xe của Diana trên cả tuyệt vời. Thấy vậy, ba đồng nghiệp chất vấn tại sao Diana lại giấu họ. Nhưng cô không có thời gian giải thích vì sát thủ đuổi theo quá đông. Diana lái xe quay như trong chóng, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội xả đạn hạ đám sát thủ đuổi theo. Càng ngày Diana lái xe càng dữ dội, khiến ba điệp viên cứ tưởng đang được đi xe người vận chuyển. Càng ngày các sát thủ đuổi theo càng nhiều. Diana liều mình phóng thẳng xe vào con đường xe lửa. Cô lách qua giữa hai đoàn tàu ngược chiều, khiến rất nhiều xe đuổi theo bị đâm vào tàu hỏa. Lúc này chỉ còn hai xe đuổi theo. Diana trực tiếp lái xe xuyên qua quảng trường thành phố. Hai xe kia tưởng ngon ăn kẹp chặt hai bên, kết quả bị Diana lừa cho húc vào giải phân cách bỏ mạng. Kẻ đầu bạc thấy thế cũng chẳng thèm đuổi theo nữa. Diana dừng xe tại một con hẻm để cả nhóm thoát đi. Các điệp viên hỏi rốt cuộc cô là ai vậy? Tại sao một tân binh vừa mới đến dễ dàng hạ sát những sát thủ siêu hạng kia? Đến nước này, Diana đành thừa nhận mình thuộc quân cơ tới giúp mọi người. Không ngờ lúc này Mark phản bội rút súng bắn chết hai đồng đội. Tên này nói muốn biết tao là ai thì hãy hỏi ChatGPT. Diana bất ngờ tấn công hắn ta nhưng lại bị hắn cắt dao vào bụng. Tuy cô lật ngược thế cờ khống chế được hắn, nhưng vì con dao đã tẩm độc khiến Diana tê cứng người. Tên điểu Mark dễ dàng lật ngược cô lại. Lúc này hắn mới nói mục đích của hắn là chiếm lấy ChatGPT. Tao biết quyền năng và sức mạnh của trí tuệ nhân tạo này. Ai có được nó chính là có được cả thế giới. Mark vốn biết điều này qua tên trùm vũ khí đầu phim. Cũng chính Mark đã giết ông ta để mà diệt khẩu. Mark sau đó tiêm một con chip điều khiển vào Diana rồi bỏ đi. Hắn muốn lợi dụng cô để tìm được căn cứ của tổ chức. Diana sau đó được các bác sĩ của tổ chức đưa về. Chất độc thần kinh khiến cô không thể cảnh báo đồng đội. Rất nhanh còi báo động của tổ chức vang lên. Hệ thống ChatGPT đang bị tên Mark kia hack. Mọi người không biết chính con chip trong người Diana đang chiếm quyền điều khiển. Rất may lúc này Diana tỉnh lại kịp thời đập vỡ con chip. Vậy là hệ thống của quân cơ đã bị hack mất 3 phút đồng hồ. Vì máy chủ ChatGPT đặt trên vệ tinh nên mọi người nghĩ nó an toàn. Diana đề nghị tắt ngay máy chủ để kiểm tra trước. Nhưng bà cấp trên mặc kệ. Còn trách Diana hôm qua đã không nghe lời ChatGPT mà quay lại cứu mọi người. Chính điều đó đã khiến thân phận bại lộ và gây ra ChatGPT bị hack. Cho nên hình phạt là buộc Diana nghỉ việc. Diana quá thất vọng vứt lại thẻ làm việc rồi bỏ đi. Ai ngờ khi ngồi trên xe buýt, cô thấy dòng chữ thách thức muốn chơi tiếp không. Cô gái hacker kia lại gọi và trêu tức Diana. Nữ chính vô cùng cay cú thề sẽ bắt nữ hacker bằng được. Nữ hacker khi này đang ở cùng Mark và sát thủ đầu bạc. Cả ba người này đều có mục đích là chiếm quyền điều khiển ChatGPT. Hóa ra vài tháng trước Mark nhận nhiệm vụ cho MI6. Nhiệm vụ là ám sát trùm vũ khí nổi loạn ở châu Phi. Nhưng vì tin tình báo kém chính xác khiến anh bị quân nổi loạn khống chế. Tuy nhiên chính phủ thay vì cho người đến cứu, ChatGPT lại ra lệnh phóng tên lửa hủy diệt tất cả. Mark hôm đó may mắn sống sót, nên thề sẽ phải trả thù con trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Phía Diana lúc này buồn vã trở về nhà. Cô vừa bị tên Mark điều kia chơi cho một vố, đã thế lại bị tổ chức quân cơ đuổi việc nên rất là buồn. Hơn nữa, cô cũng rất muốn báo thù cho hai đồng đội đã bị sát hại. Diana truy tìm lại dấu vết vào chiếc camera xe buýt mà nữ hacker đã hack. Từ đó dò tìm ra được địa chỉ IP của nữ hacker. Nó là sa mạc Tây Phi, nơi máy chủ ChatGPT sắp bay qua đó. Đồng thời nhóm của Mark đang ở nơi này. Chúng muốn thuê một trực thăng để bay lên tiếp cận máy chủ. Nữ hacker nói họ sẽ có 8 phút để chiếm con chip máy chủ. Rất nhanh ở trung tâm quân cơ còi cảnh báo xâm nhập vang lên. Lúc này Diana đã thuê phi cơ riêng bay thẳng lên đó. Đồng thời trực thăng của nhóm hacker cũng tiếp cận máy chủ rồi. Nữ hacker cắm USB dễ dàng mở cửa máy chủ. Tổng đài ở nhà biết máy chủ đang sắp bị đánh cắp, nhưng vô phương cứu chữa vì họ chẳng có cách nào. Đúng lúc này Diana từ trên cao đã nhảy dù xuống hướng thẳng về máy chủ. Tổng đài ở nhà qua vệ tinh cũng nhận ra đó là Diana. Nữ chính rất nhanh đã bám được vào lưng khí cầu. Bên trong Mark thấy vậy liền rút súng để bắn Diana. Nữ hacker cản lại vì ở đây toàn khí dễ cháy. Phía Diana đã xâm nhập được vào trung tâm. Cô đi tới kêu Diana mau dừng tay lại. Nhưng bất ngờ bị tên Mark đạp trộm từ phía sau. Diana nhanh tay cố gắng chiến đấu với hắn. Ai ngờ tranh thủ lúc này nữ hacker đã lấy được con chip máy chủ, hoàn toàn chiếm quyền điều khiển ChatGPT. Bà sếp ở dưới mặt đất biết chuyện mặt đần như cục cứt thối. Phía bên trên Diana đang đánh nhau với tên đểu. Cô không may bị trượt xuống kèm theo cái dù Mark lại. Vì đã lấy được con chip nên hai tên đều kia vội rời đi. Hắn còn cẩn thận đặt bom để phá hủy luôn khí cầu. Diana lúc này cũng đã leo lên tới nơi. Trong khi hai tên kia đã bám vào dây trực thăng đi mất, tên đều mắc kích bom nổ. Diana hết cách chỉ có thể chạy theo trực thăng. Cũng may dây cuối cùng kịp bám vào chiếc dây thừng. Mark đã lên trực thăng trước. Diana ở lại cắt dây thừng cho nữ hacker rời cùng mình.
Vì Diana không có dù, nên cô phải cố đuổi theo để bám vào nữ hacker. Trong tình huống vô cùng khó khăn, nữ hacker bị ngất, Diana rất may kịp thời đuổi kịp cô ta rồi bung dù. Chiếc dù kéo hai người lại bị mảnh vỡ gây cháy, khiến hai người tiếp đất, một màn chấn động cực kỳ đớn đau. Nữ hacker tỉnh lại trước dí súng khống chế, nhưng ở giữa sa mạc có zip, Diana cũng chẳng sống được. Diana bất ngờ ném cát và chiếm được súng của cô ta, nhưng nữ chính vì lòng nhân từ nên không thèm giết. Cả hai đi mãi về một hướng cố gắng thoát khỏi sa mạc. Trên đường đi, nữ hacker nói ra mục đích của mình, thì ra cô ấy muốn chiếm ChatGPT để tìm kẻ xấu trả thù cho cha mẹ. Diana nói vậy thì hãy theo tôi. Hai người đi một đoạn liền thấy một ô tô đang tiến về phía họ. Thật may vì đó là một người dân lương thiện gần đây. Trên đường đi, nữ chính tranh thủ gắn chip định vị vào người cô gái. Lát sau, người phụ nữ đưa hai người tới ngôi làng, nhưng bất ngờ từ đâu các sát thủ nổ súng. Thì ra gã đầu bạc đã thuê sát thủ để giết nữ chính. Diana chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy, các sát thủ cũng bám theo sát đít phía sau. May rằng phía trước là biển nên Diana vội vàng nhảy xuống. Đám sát thủ đứng mãi trên bờ không ai nhảy theo. Ở bên này, tên đầu bạc thay vì trả công lại bắn người phụ nữ lái xe. Từ đây, nữ hacker bắt đầu cảm thấy mấy tên này tàn ác quá tội. Phía Diana lúc này ngoi ngóp lên được bờ. Cô may mắn có được đồng đội trong quân cơ cứu đưa lên máy bay. Bà sếp lúc này gọi điện thông báo, vì ChatGPT bị chiếm quyền nên các điệp viên ngầm đều đã bị lộ. Tất cả tạm thời đều sẽ phải trốn đến địa điểm an toàn. Đó là những bong ke bí mật được xây dựng bên dưới lòng đất. Phía Diana theo định vị liền đi theo nữ hacker. Địa điểm mà chúng đến là một phòng máy chủ ở tận Bắc Cực. Nữ hacker cùng Mark đưa con chip lắp vào máy tính. Lập tức siêu trí tuệ nhân lại được kích hoạt lại. Ở gần đó, Diana cũng đáp máy bay xuống rồi. Cô dùng mô tô phóng tới phòng máy chủ nhanh nhất có thể. Cùng lúc này, nữ hacker đã mở lên trí tuệ nhân tạo. Mark liền ra lệnh tìm người đứng đầu tổ chức quân cơ, sau đó dùng ChatGPT cho rơi thang máy. Rất nhiều nạn nhân chết trong vụ này khiến nữ hacker bắt đầu ân hận. Cô chất vấn Mark tại sao lại giết nhiều người vô tội như thế. Giờ cô mới nhận ra Mark đã lừa mình thì đã muộn rồi. Mark ra lệnh hành quyết ít nhất 1 triệu người cho bỏ cơn giận. Rất nhanh, trí tuệ nhân tạo đã tìm ra căn hầm trú ẩn. Hầm an toàn đột nhiên mất điện, các cánh cửa ở đây cũng bị khóa lại. ChatGPT xả hết khí oxy của tổ chức đi. Với tình trạng này chỉ 1 tiếng nữa tất cả sẽ chết. Bên này, nữ hacker cầu xin Mark dừng tay lại. Nhưng Mark giờ đây có thể làm bất cứ điều gì với ChatGPT. Hắn kiêu ngạo coi mình là chúa. Cùng lúc này, lãnh đạo thứ hai của quân cơ dẫn mật vụ theo định vị của nhóm hacker. Cả Diana cũng tiến về phía này. Đương nhiên đây là cái bẫy của Mark đặt ra. Cũng may lúc này, nữ hacker hồi tâm chuyển ý cắm USB vào để chiếm quyền lại. Cô gái gọi điện cho Diana báo dừng lại ngay. Mọi người tiến vào cái bẫy đó đều sẽ chết hết. Diana vội vàng quay ngược trở ra. Cùng lúc này, đội đặc vụ đã tiến vào chỗ gắn định vị. Diana vội dùng bộ đàm gọi nhưng đã muộn rồi. Mark cho kích nổ bom giết chết tất cả. Toàn bộ tòa nhà sụp xuống khiến 500 người hy sinh. Đúng lúc này, ChatGPT bị nữ hacker chiếm quyền lại. Mark vội vàng đi khắp nơi lùng sục cô ấy. Phía căn hầm trú ẩn khi này mọi người đã cạn oxy sắp chết. Họ vội dùng điện thoại bàn gọi cho Diana, báo mình chỉ còn vài chục phút nữa là chết rồi. Diana kêu đợi mình đi bắt Mark rồi sẽ quay lại cứu họ. Mọi việc bây giờ tất cả đều trông cậy vào Diana. Nữ chính phóng xe với tốc độ 300 km/h. Không ngờ sát thủ đầu bạc lái mô tô đuổi theo sát đít. Hắn rút súng liên tục bắn Diana. Diana lúc nguy cấp lúc vào một chiếc xe tải, sau đó bất ngờ bóp phanh và nhảy lên xe tải, dùng xe của mình hạ gục sát thủ đầu bạc. Vì tình huống khẩn nên Diana hỏi mượn luôn xe tải của ông tài xế. Bên này, Mark vẫn đang truy lùng nữ hacker gắt gao. Cô gái vì sợ hãi mà mở cửa để lộ vị trí. Diana lúc này cùng chú tài xế đã đến địa điểm. Bên trong, cô hacker không may đã bị Mark chặn đường. Còn phía căn hầm thì oxy đã gần như cạn kiệt. Mọi người cần hít thở nhẹ để tiết kiệm oxy. Diana cẩn thận vào trong, rồi bất ngờ tấn công hạ 2 tên tội phạm. Phía thì bắt đầu đánh cô gái hacker. Hắn ép cô phải mở lại trí tuệ nhân tạo. Cô gái nhìn từ xa thấy Diana liền lừa mình cần qua đó. Mark không nghi ngờ dẫn cô gái đi. Diana lao ra dí súng nhưng tên này đã khống chế cô gái đe dọa. Nữ chính hết cách đành phải buông súng đầu hàng. Mark giơ súng định bắn Diana nhưng cô gái bất ngờ hỗ trợ. Sau đó Diana lao vào đánh giáp lá cà với tên điểu này. Diana không may bị trúng đạn vào bụng, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức đấm vào mặt hắn. Tuy nhiên, Mark lợi dụng Diana bị thương móc vào bụng cô, thấy nguy cấp cô gái liền đến hỗ trợ. Mark đánh gục cô gái, sau đó lại dùng dây thép thít cổ Diana. Nữ chính cảm tưởng như sắp tắt thở. Cũng may cô gái hacker kịp ném cho khẩu súng kết liễu tên này. Tên ác nhân cuối cùng đã phải trả giá. Lúc này, tại căn hầm mọi người đều đã không còn cử động. Đột nhiên cánh quạt thông gió đã quay, chính thức trí tuệ nhân tạo đã kích hoạt trở lại. Bà sếp không giấu khỏi niềm vui khi nghe điện thoại của Diana. Nghe giọng cô, tôi còn vui hơn cả gặp mẹ. 4 tuần sau, Diana mang tặng món quà cho con của những điệp viên đã mất. Sau đó trở lại gặp cô gái hacker. Diana tuyển dụng cô gái và đưa cho cô một lá bài tẩy. Kể từ đó, cô gái làm nhiệm vụ hacker, còn Diana chuyển sang làm nhiệm vụ hiện trường. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!